Thưa quý vị, tối nay lúc 19 giờ, U23 Indonesia sẽ so tài với U23 Việt Nam trong trận đấu đầu tiên của bảng A SEA Games 31 tại sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Trước giờ xuất quân, dàn sao của xứ Vạn Đảo đã được truyền thông nước nhà săn đón nhiệt tình. Trong đó không thể bỏ qua Mark Locke, tiền vệ gốc Hà Lan đến SEA Games 31 theo dạng cầu thủ quá tuổi. Chia sẻ với báo chí, tiền vệ của U23 Indonesia Mark Locke khẳng định rằng anh rất nóng lòng giành kết quả tốt trong ngày ra mắt SEA Games ở trận đấu tối nay. Nhưng cầu thủ 28 tuổi này thừa nhận ngoài huấn luyện viên Park Hang-seo, anh không biết bất cứ nhân vật nào ở đội hình của U23 Việt Nam. Mark Locke đã nhập tịch Indonesia cách đây vài tháng và anh coi SEA Games lần này là dịp không thể tốt hơn để gây ấn tượng mạnh với người hâm mộ nước nhà. Do vậy, Mark Locke rất tự tin, nhất là khi anh có nền tảng được đào tạo tại châu Âu qua các câu lạc bộ chất lượng ở Anh, Hà Lan hay Scotland. Anh cho biết tình trạng của anh rất tốt, U23 Indonesia đã chuẩn bị rất nhiều phương án thông qua các cuộc họp video, huấn luyện chiến thuật và bố trí đội hình. Indonesia đã sẵn sàng và không thể chờ đợi lâu hơn để ra sân và giành chiến thắng. Trận cầu tâm điểm của bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31 giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 6 tháng 5. Sau đó, U23 Indonesia sẽ lần lượt gặp U23 Timor Leste, Philippines và Myanmar. Các trận đấu ở bảng này đều diễn ra ở sân vận động Việt Trì.